Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại với channel của mình. Cả nhà ơi, thì bây giờ mình đang đứng trước một vườn hoa rất là rộng lớn. Đây có thể nói là vườn hoa lớn nhất huyện Mỏ Cày Bắc nha cả nhà. Ở vòng khu vực ở đây á, mình thấy vườn hoa ở đây là lớn nhất rồi. Theo như mình được biết rồi. Thì hôm bữa giờ mình cũng có đi quay vòng vòng khu vực Mỏ Cày Bắc, là mình đi tìm mấy cánh đồng hoa bà con người ta trồng để mình quay cho cả nhà xem. Thì cánh đồng hoa đây là cánh đồng hoa ở ngay chỗ trường trung học của thôn Ba Giác cũ. Cả nhà nhìn thấy hàng dương này cả nhà có quen không cả nhà? Đây là hàng dương của trường trung học phổ thông Ba Giác cũ, bây giờ nó vẫn còn nhưng mà ngôi trường thì không còn nữa cả nhà. Mặt bằng đã được san lấp, bà con ở đây thuê cái mặt bằng ở đây bà con người ta trồng hoa vào dịp Tết. Vườn hoa hôm bữa mình quay á cả nhà thì bông nó chưa trổ, hôm nay thì bông đã trổ đều hết rồi cả nhà ơi. Cả nhà nhìn thấy có đẹp không? Bông dạng thọ nha cả nhà. Dạng thọ ở đây thì mình thấy có hai loại, dạng thọ cái màu vàng tươi luôn á, đúng vàng luôn cả nhà, và một loại dạng thọ cái màu vàng nó hơi nhạt nhạt. Mình bông hoa thì mình cũng không rành lắm, hơi xa thì mình có thấy có bông hồng gà thì nó có cũng có hai ba loại luôn cả nhà. Bông hồng gà đỏ, bông hồng gà tím và vàng, với lại cái loại bông nó cũng khác nhau nữa, mình cũng không rành. Đây để mình phóng to cho cả nhà xem nè, hai loại bông gà khác nhau xa luôn. Hôm nay bông nó đã to rồi nè cả nhà. Một loại thì nó tưa giống như đuôi con gà quá, bông mồng gà. Còn một cái là nó có đuôi không gạch gì qua, review gì qua cả nhà được cười nha cả nhà. Hiện giờ mình đang quay là khoảng 2-3 giờ chiều á, trời đang rất là nắng luôn cả nhà, nhưng mà bà con người ta vẫn đi ra ngoài làm. Đây là cả nhà, đây là các cô chú anh chị đang tỉa bông tỉa hoa. Trời rất là nắng luôn cả nhà. Lúc nãy là mình ra mình định quay nhưng mà nắng quá mình phải chạy về nhà mình lấy một cái áo khác mình mới ra đây mình quay được. Hôm nay cũng đã 13 Tết rồi cả nhà, 13 tháng 12 âm lịch, còn không đầy 10 ngày, hơn 10 ngày nữa là tới Tết. Có lẽ bây giờ các thương lái người ta cũng đã bắt đầu vận chuyển hoa rồi cả nhà, cho nên là mình tranh thủ hôm nay mình quay sớm, thế thôi vài hôm nữa là các thương lái đến đây người ta không mua hết, sẽ không còn hoa để quay cho cả nhà xem. Cả nhà nhìn thấy bông vàng thọ với lại bông gà có đẹp không cả nhà? Ở đây mình thấy có một loại bông dạng thọ là nó nở nụ ra rất là to rồi cả nhà, và một loại là mới ra nụ nhỏ nhỏ. Cái này là
do bà con ở đây người ta đã canh ngày hết rồi cả nhà. Loại này chắc có lẽ là người ta sẽ bán sớm nè, vì bà con á, người ta thường thường á, người ta mua bông vào dịp Tết người ta chia làm hai đợt á cả nhà. Vào đợt Thanh Minh khoảng 20 á, là có một số nhà người ta bắt đầu mua hoa để trưng. Vào một đợt nữa là khoảng 28, 29 Tết. Cho nên là bà con ở đây người ta đã trồng ra hai loại. Một loại là dành cho dịp 20, một loại là dành cho ngày 28. Tại vì cái thời gian nở của bông vạn thọ, thời gian tàn nó cũng nhanh đó cả nhà. Cho nên là người ta chia ra làm hai loại để người ta trồng, ta làm bông. Nếu là làm bông sớm quá cái thời gian của mình á, để chân cái làm cảnh nó sẽ nhanh đó cả nhà. Để mình đi dài dài xuống mình review cho cả nhà xem bà con người ta đang làm. Theo mình nghĩ chắc là mấy cô với mấy chị là đang tỉa để bông vạn thọ cho nó đẹp, cho nó tròn. Từ nào giờ mình không có làm bông mình cũng không rành hết cả nhà ơi. Đây là bông mòn gà nè cả nhà, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Này cả nhà nhìn nè cả nhà, cái bông mòn gà rất là to. Cái bông gà này to cỡ cỡ hơn cái bàn tay mình luôn cả nhà. Mình quay gần đến cả nhà xem nè, rất là đẹp luôn cả nhà. Bông nào bông nấy là to hơn cái bàn tay của mình luôn. Cả nhà nhìn nè, cho cái bàn tay của mình với cái bông nè, cái bông nó còn to hơn cái bàn tay của mình nữa. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Mình quay cái khoảng thời gian này khoảng 2-3 giờ chiều nên là còn rất là nắng, không biết hình ảnh có bị chá không nữa. Cả nhà nhìn có rõ không cả nhà? Để mình đi dài dài xuống dưới mình quay xem mấy chị đang làm gì. Đây nè cả nhà ơi, ở bên đây là hàng bông vạn thọ màu vàng nhạt, còn phía bên đây là bông vạn thọ màu vàng đậm cả nhà, rất là nhiều luôn cả nhà. Đây là mấy chị đang làm việc. Dạ con xin phép quay chút xíu nha cô. Dạ có mình cô ở đây mình đang làm gì cô? Dạ dạ để chút nữa con qua con quay cô. Dạ. để con qua con quay. Dạ con quay chơi rồi con. Dạ. Bông dạ. Nó chưa đổ nhiều nha. Dạ. Bỏ này mình lặt bớt mình bỏ hả con? Lặt bớt bỏ. Con lặt nó... bông ra quá trời. Cho cái bông này, ba cái bông này nó lặt cho cái bông cái á. Dạ. Nó mập lên.
là mình cũng tiễn lại, mình chừa mấy bông đẹp. Tiễn mình chừa bông cái lại cho nó đẹp. À, nguyên một vườn bông rộng quá trời à, đi tiễn hết rừng cây cũng à, cực dữ. Tiễn hết rừng cây này nè. Dạ. Ồ. Vậy chứ sao? Cách tao quay phim mà. Vài bữa nữa cô coi trên mạng có. Cô có biết coi mạng đâu. Dạ. Cô gõ vô vườn hoa lớn nhất mỗi ngày Bắc là có. Con đăng ký tựa là vườn hoa lớn nhất mỗi ngày Bắc. Dạ. Cô lên YouTube cô gõ là ra. Sao ngồi quay phim là sao? Ở đây con thấy có hai loại bông dạng họ, cái nở 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 nhiều với cái nở nhỏ nhỏ này là sao? Dạ. Dạ. Vậy là mình bán hai đợt hay sao cô? Vậy là dạ, vậy là cái thời gian của cái hoa kia nó lâu hơn, con này là nó tàn nhanh hơn. Dạ. Đó hút cho mai vậy đó. Ừ. Bỏ lên thấy là phải lên năm rồi. Ừ. Trời ơi, trời ơi, nó đẹp quá. Anh nói. Trời ơi, trời ơi, tôi đẹp quá. Không, thì trả vô. Trời ơi, trời ơi, tôi nói xài. Trời ơi, tôi nói mẹ bà được cha. Thì ta dưới đây, thì chứ không có đâu mà giờ. 3 giờ là bao nhiêu rồi đó. Trời ơi, trời ơi, tôi mở đồ rồi. Chắc là chiếc cái tay chắc thôi. Cái túi mà đâu phải mà làm đâu phải mà làm đất thịt vậy đâu, làm đất cũng ruộng á. Cái lậu nó lúng tới đầu gối mà cái tay mình thì dơ thẳng tay luôn, nó thùng cái thùng không à. Nói chung là lúc nó làm không có nhiều vậy nha. Cô cầu hoa này Hương lấy tới bữa mấy mới xuống chợ hả cô? Không biết nữa. Chứ cũng phải hăm mấy chợ. Chắc cũng tên 20 hả cô? Ừ, người chở đợt vậy nhiêu vậy đó. Dạ. Sợ chở hết rồi quay, chở quá chở hết rồi ra quay sớm. Kêu 27 giờ cỡ đó ra quay ngon á. Dạ. 24, 25 là... Ừ. Vậy là cái khoảng 24, 25 là quay ngon á. Dạ. Đó nó nở là trắng. Thì thời trưa nắng mà các cô các chị đây làm việc rất là vui nha cả nhà. Các cô đây cũng rất là nhiệt tình. Các cô bây giờ con xin phép con về con. Cảm ơn cô. Về hôm nữa con ra tiếp. Cả nhà ơi, thì hôm nữa mình lại tiếp tục ra quay nha cả nhà. Hôm nay là mới chỉ có 13 Tết hả? 13 tháng 12. Còn khoảng chừng hơn 10 ngày nữa là hoa sẽ nở nụ rất là to, sẽ đẹp hơn ngày hôm nay cả nhà. Còn bây giờ mình xin phép mình tạm dừng video nha cả nhà.